Thông điệp Fratelli Tutti, Đức Giáo Hoàng Francisco, số 120. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại câu nói của Thánh Gioan Phaolô thứ hai mà sức mạnh của nó có lẽ chưa được công nhận đầy đủ. Thiên Chúa đã ban cho trái đất cho toàn thể loài người để nuôi sống mọi thành viên của họ, không loại trừ hay ưu ái bất cứ ai. Về phần mình, tôi nhận xét rằng truyền thống Kitô giáo chưa bao giờ công nhận quyền tư hữu là tuyệt đối hoặc bất khả xâm phạm, và nhấn mạnh đến mục đích của xã hội và mọi hình thức tư hữu. Nguyên tắc sử dụng chung của hàng hóa được tạo ra là nguyên tắc đầu tiên của toàn bộ trật tự xã hội về đạo đức. Nó là một quyền tự nhiên cố hữu, có ưu tiên hơn những quyền khác. Tất cả các quyền khác đối với tài sản cần thiết cho sự hoàn thiện toàn vẹn của con người, bao gồm quyền sở hữu tư nhân và bất kỳ quyền nào khác, không được cản trở quyền này. Trái lại, nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chúng. Như Thánh Phaolô thứ 6 đã tuyên bố, quyền sở hữu tư nhân chỉ có thể được coi là quyền tự nhiên thứ yếu và xuất phát từ nguyên tắc đích điểm phổ quát của hàng hóa được tạo ra. Điều này có những hệ quả rất cụ thể cần phải được phản ánh trong hoạt động của xã hội. Nhưng thường xảy ra rằng các quyền thứ cấp bị chồng lên các quyền ưu tiên và quyền nguyên thủy và làm mất đi ý nghĩa đích thực của chúng. Các quyền không giới hạn, số 121. Vì vậy, không ai có thể bị loại trừ bất kể họ sinh ra ở đâu, ít hơn nhiều, vì những đặc quyền mà người khác có thể vì được sinh ra ở nơi khác có được nhiều cơ hội hơn. Ranh giới và biên giới của các quốc gia không thể cản trở điều này xảy ra. Không thể chấp nhận được một số ít người có quyền hơn chỉ vì họ là phụ nữ như thế nào, thì cũng không thể chấp nhận được việc nơi sinh hoặc nơi cư trú của một người khiến họ có ít cơ hội hơn để có những cuộc sống phát triển và xứng đáng nhân phẩm hơn. Số 122. Sự phát triển không được theo hướng tích lũy. Số 122. Sự phát triển không được theo hướng tích lũy ngày càng nhiều của một nhóm người, mà phải đảm bảo các quyền con người, cá nhân và xã hội, kinh tế và chính trị, bao gồm cả quyền của các quốc gia và các dân tộc nữa. Quyền tự do kinh doanh hoặc thị trường của một số người không thể cao hơn quyền của con người, phẩm giá của người nghèo. Hơn nữa, cũng trong vấn đề này, việc tôn trọng môi trường tự nhiên, vì nếu chúng ta tự làm ra một thứ gì đó thì chỉ là để quản lý nó vì thiện ích chung của mọi người mà thôi.